vị và các bạn, sau khi vượt qua chặng đường dài hơn 48 hải lý từ đảo Hòn Khoai, thì sáng nay ngày 13 tháng 1 năm 2022, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và đại biểu các tỉnh phía Nam đã đến với đảo Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đảo Hòn Chuối có diện tích khoảng 7 km2, điểm cao nhất so với mực nước biển là 170 m. Đảo có địa hình phức tạp, độ dốc cao. Điều kiện sinh hoạt, đi lại của người dân trên đảo còn rất nhiều khó khăn. Hiện đảo vẫn chưa có trạm y tế, chỉ có một lớp học tình thương do cán bộ biên phòng quản lý. Người dân nơi đây chủ yếu sinh hoạt bằng nghề nuôi cá lồng và đánh bắt thủy sản. Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ chiến sĩ trạm radar 615, tiểu đoàn 511, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đồn biên phòng 704, trạm Hải Đăng, các đơn vị đóng quân trên đỉnh Hòn Chuối sau khi phải leo 303 bậc thang dựng đứng cùng với đoạn đường sỏi đá. Mùa khô, thiếu nước ngọt, điện sinh hoạt phải dùng bằng máy phát điện, nên cuộc sống của cán bộ chiến sĩ và bà con trên đảo còn vô cùng khó khăn. Nhưng các đơn vị đóng quân trên đảo vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giữa tình quân dân của các đồng chí ở trên đảo rất là thấm đậm như thế này, chúng tôi rất là phấn khởi. Các cái mô hình mà các đồng chí công tác là chăm sóc sức khỏe nhân dân, quan tâm tạo điều kiện ngoài bảo vệ bình an cho nhân dân, cuộc sống, chăm lo cuộc sống người dân. Khi nghe tin được đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng các đồng chí trong đoàn công tác của các tỉnh thành phía Nam đến và các người phóng viên đến thăm chúc Tết tặng quà đơn vị, thì toàn thể anh em trong đơn vị rất là phấn khởi, chuẩn bị đón Tết hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh tét để đón Tết và đón đoàn công tác. Tất cả các anh em đều rất là phấn khởi và qua đây thì cũng xin chúc thủ trưởng các đồng chí trong đoàn công tác sức khỏe, hạnh phúc và năm mới an khang thịnh vượng. Và chúng tôi luôn luôn giữ vững tinh thần chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Mùa xuân đang cận kề nơi biển Tây Nam của Tổ quốc. Chuyến thăm của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và đoàn từ đất liền đã tiếp thêm động lực cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo chung sức đồng lòng, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng.